Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào âm thanh của tiếng đàn tính trong trẻo giữa mây núi Cao Bằng. Từ bao đời nay, lưu dấu trong tâm thức của người dân miền non nước Cao Bằng là âm thanh của những lời then và tiếng đàn tính. Giữa mênh mang điệp trùng của núi rừng, bao lời ca, tiếng tính cứ rộn rã quyện cùng mây, gió, tựa như tiếng suối chảy từ ngàn năm, vang vọng về miền văn hóa cổ tích. Bất kỳ ai đã đặt chân đến đây để muốn nghe những làn điệu then tính của người Tày Nùng, để khám phá về một nét văn hóa độc đáo của vùng sơn cước hữu tình làm đắm say lòng người. Và sẽ thú vị hơn nếu như chúng ta được tận mắt chứng kiến những người nghệ nhân tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn để chế tác được một cây đàn. Với những người sinh ra và gắn bó với mảnh đất này, họ trân trọng lưu giữ nghề làm đàn tính như một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần. Đàn tính được dùng trong đời sống tâm linh, trong lễ hội, hát, giao duyên, kết bạn. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại lưu truyền kỹ thuật làm đàn khác nhau. Với tâm huyết lưu giữ nghề làm đàn tính tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, ông Hoàng Văn Lưu đã dành thời gian để khôi phục lại nghề làm đàn tính của ông cha để lại. Trước cái tôi còn nhỏ đấy, 15 tuổi thì tôi được bố kèm gặp và làm đàn, đến bây giờ là tôi đã làm được 40 năm rồi. Đấy thì bây giờ năm nào tôi cũng làm liên tục. Đàn của tôi thì làm thì bán thì không đủ. Đi các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, các trong tỉnh thì đàn thì làm bây giờ làm nhiều và không đủ. Bây giờ thì tôi cũng muốn truyền lại cho con trong nhà để làm ra cái đàn đẹp. Ít người biết rằng phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp mới tạo ra được cây đàn tính. Theo kinh nghiệm ông cha truyền lại thì công thức cho tỷ lệ bầu đàn và cần đàn sẽ theo kích cỡ nắm tay của người thợ làm ra đàn đó. Tức là sam căm tẩu cầu căm càn. Nghĩa là chiều rộng mặt bầu được đo bằng 3 nắm tay, chiều dài thân đàn là 9 nắm tay. Phía trên thân đàn thường có hình cong tựa như đầu rồng hay đuôi gà để gắn các nút chỉnh sức dây đàn. Kích thước của lỗ đục cũng phải tùy theo kích thước to hay nhỏ của quả bầu. Phía trên cần đàn là thủ đàn cong hình lưỡi liềm. Mỗi người thợ sẽ chạm khắc bằng tay những hoa văn riêng trang trí cho thủ đàn. Cần đàn sau khi hoàn thành được gắn vào bầu đàn, đánh bóng và phơi khô. Tiếp đến, người nghệ nhân sẽ làm bầu đàn. Sau khi phơi khô, quả bầu sẽ được để treo trên gác bếp cho có màu đỏ thẫm. Sau đó được nghệ nhân định hình, tạo mặt phẳng, gắn vào mặt đàn và đục từ 4 đến 5 lỗ chính ở mặt sau quả bầu để tạo âm vang cho đàn. Cuối cùng là công đoạn lắp dây đàn. Đàn tính truyền thống có 3 dây. Ngày xưa, dây đàn được lựa chọn là tơ xe. Ngày nay, người ta có thể thay tơ xe bằng các loại dây có chất liệu khác như dây dù hoặc dây cước. Trước kia thì bố tôi cũng ham mê đàn tính và cũng học hỏi nhiều nơi về làm đàn tính. Trong bố tôi dạy dỗ cho tôi làm được cái đàn. Làm được cái đàn tốt rồi đấy, rồi thầy phải chọn nhiều thứ lắm. Ví dụ như là bầu, đủ kích thước, gỗ, đúng loại, xong là dây, rồi là có cách thức làm, nhiều năm kinh nghiệm.
mới được làm ra được cái đàn tốt. Còn âm vang của nó là do mình cộng những cái thứ ở cái này. Cây đàn tính đã trải qua cùng lịch sử Cao Bằng và không thể thiếu trong các làn điệu then, trong các lễ hội, hoạt động truyền thống văn hóa, văn nghệ, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Đây là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, vừa là một hình thức âm nhạc dân gian mà nội dung phản ánh ở mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn đến những ước vọng, hoài bão, nhằm hướng tới những điều bình an, tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, từ lâu, cây đàn tính là một nhạc cụ gần gũi, thân thuộc, đi cùng các thế hệ nghệ nhân và các buổi biểu diễn hát then tại các bản làng và ngày hội văn hóa các dân tộc tại các vùng. Bên cạnh đó, cây đàn tính không chỉ là một nhạc cụ dùng trong sinh hoạt hát then, mà nó đã trở thành một vật linh thiêng trong nghi lễ cúng của các thầy then ở bản Tày Nùng và được các thầy cất giữ, bảo quản rất cẩn thận. Khi trong bản có người mời thầy cúng đến, thầy sẽ thắp hương làm lễ, xin phép thần linh, được mang cây đàn tính cùng các lễ vật để làm lễ. Khi làm lễ cúng then, với ý nghĩa tấu lên những lời the đến Ngọc Hoàng và các vị thần tối cao, phù hộ cho con người những điều lành, điều may, xua đi những điều xấu, thầy then vừa hát, vừa dùng tay đánh đàn tính để tạo nhịp điệu, vừa như để nói với những lời tấu. Người Tày trong các bản làng thường tổ chức lễ cúng then rất trang trọng và bài bản. Vì vậy, không gian cúng then mang đậm chất cổ xưa truyền thống và tập hợp được đông đảo người dân tham gia. Ai ai cũng muốn được tham dự nghi lễ then với không khí linh thiêng và trang trọng. Thầy then trong nghi lễ cúng then là một nhân vật trung tâm của lễ. Với cây đàn tính bên mình, thầy then tiến hành nghi lễ cúng trời, cúng tổ theo lời hát then. Thời gian hát then có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tiếng đàn tính vang lên không chỉ đơn thuần là một âm điệu, mà chất chứa trong đó biết bao điều được nói bằng âm thanh mà chỉ có người Tày, Nùng, những người ăn đời ở kiếp với cây đàn tính mới thấu hiểu được. Vì vậy, trong mỗi nghi lễ cúng then, người dân nơi đây như nhẩm trong lòng mình, như được hòa điệu cùng điệu hát của thầy then và tiếng trầm bồng của cây đàn tính. Hơn ai hết, các nghệ nhân dân gian luôn quý cây đàn tính như một vật linh thiêng trong gia đình. Họ gìn giữ từ đời này sang đời khác. Với họ, chỉ như thế, ý nghĩa của cây đàn tính mới được giữ gìn và phát triển đến muôn đời. Cũng chính từ những lẽ đó, từ bao đời nay, người Tày Nùng ở Cao Bằng luôn coi làn điệu then như một báu vật tinh thần để bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Mà còn mang đậm những nét sinh hoạt văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em cùng chung sống. Đây chính là những giá trị văn hóa phi vật thể vô giá khiến Cao Bằng trở thành điểm du lịch vô cùng hấp dẫn. Với mỗi dân tộc ở Cao Bằng đều có những nét đặc trưng văn hóa riêng, đóng góp vào kho tàng văn hóa bản địa đa dạng, phong phú. Trong đó, người Dao ở Cao Bằng chiếm trên 10% dân số toàn tỉnh,
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc này đã tô đậm thêm bức tranh non nước Cao Bằng. Trong chương trình Cao Bằng non nước ngàn năm tuần này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị khán giả về cách giữ gìn trang phục truyền thống của người Dao Đỏ ở Phiêng Pèn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm. Con tôi chuẩn bị đi làm dâu rồi, nên gia đình tôi phải chuẩn bị trang phục cưới của người Dao cho con gái tôi. Ngày cưới của người Dao ở đây không thể thiếu trang phục cưới của dân tộc tôi. Trên mảnh đất sinh sống và định cư nhiều đời, người Dao ở Phiêng Pèn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm luôn biết cách gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Phiêng Pèn cách trung tâm xã chừng 7 km. Con đường vào bản làng quanh co, gồ ghề và có nhiều đoạn dốc cao. Đặt chân xuống đầu bản, bất cứ ai cũng sẽ bắt gặp nụ cười thân thiện của những đứa trẻ vùng cao, hồn nhiên, ngây thơ, cũng như những câu chào hỏi tình cảm của những người dân bản địa. Hòa vào những bức tranh lộng lẫy đầy sức sống của thiên nhiên núi rừng Phiêng Pèn là những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của các chàng trai, cô gái dân tộc Dao Đỏ. Theo những người am hiểu về văn hóa dân tộc Dao Đỏ, thì trang phục của người phụ nữ Dao Đỏ quan trọng nhất là chiếc áo dài màu đen hoặc màu tràm. Nét đặc sắc không thể thiếu đó là những họa tiết hoa văn trang trí trên từng bộ phận của trang phục. Họ thêu kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu đỏ để nẹp cổ liền với thân và ngực áo. Đặc biệt, hai đầu của nẹp ngực được đính nhiều chuỗi hạt cườm và tua rắc đỏ sặc sỡ. Gắn liền với những chiếc áo dài, phụ nữ Dao Đỏ mặc những áo bên trong giống như những cái yếm để che kín phần ngực và bụng. Mỗi thân áo được đính một dải vải nhỏ để làm dây buộc phía sau lưng. Trên chất liệu vải tràm thô cùng với kỹ thuật tạo hoa văn từ thêu, chắp ghép từ những trang sức, người phụ nữ Dao Đỏ thể hiện sự khéo léo về mặt cảm xúc, tâm tư tình cảm và những khát vọng sống của mình trong từng họa tiết rất phong phú, đa dạng. Bởi hoa văn trên trang phục không chỉ biểu hiện cho tính cần cù và nhẫn nại mà nó còn thể hiện sự khéo léo, trí tưởng tượng phong phú cùng với mắt thẩm mỹ, nghệ thuật, bố cục cân đối, hài hòa, tươi sáng đã tạo nên nét riêng về bản sắc dân tộc. Đã hơn 30 năm nay, bà Tần Sán Mẩy ở Phiêng Pèn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm gắn bó với nghề may trang phục truyền thống cho đồng bào dân tộc Dao Đỏ. Bà cho biết, trang phục của phụ nữ Dao Đỏ ở đây gồm hai loại là thường phục và lễ phục. Tông màu chủ đạo của bộ lễ phục của đồng bào Dao Đỏ là màu đỏ, vì theo quan niệm, màu đỏ mang lại hạnh phúc và may mắn. Trước đây, thấy người già thêu những bộ trang phục Dao Đỏ và tôi cũng học theo. Giờ đây, con gái người Dao ai cũng phải biết thêu và phải thêu được bộ cho mình trước khi lấy chồng để làm trang phục cưới. Cho đến bây giờ thì tôi là người thêu có hoa văn đẹp nhất ở vùng này nên mọi người thường xuyên đến học với tôi và mua những bộ trang phục cho con gái trước khi đi lấy chồng với tôi. Để giữ gìn nét đẹp truyền thống trong trang phục dân tộc mình, sau những giờ làm việc đồng áng, bà Tần Sán Mẩy và các chị em phụ nữ Dao Đỏ ở Phiêng Pèn vẫn hàng ngày tích cực truyền dạy kinh nghiệm, hướng dẫn cách chọn vải, cắt, dạy thêu từng đường kim mũi chỉ, cách thêu các hoa văn, họa tiết trên từng bộ phận. Những công việc này đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế, sự tỉ mỉ của người thêu mới làm nên bộ trang phục truyền thống hoàn chỉnh. Dân tộc Dao, người phụ nữ nào cũng có trang phục này,
Trong những ngày lễ Tết hay họp hành thì chúng tôi đều mặc trang phục của dân tộc mình để tôn vinh dân tộc mình. Đây là niềm tự hào của người Dao. Bây giờ, hầu như ai trẻ cũng không biết đến thêu, nên ai không biết thêu thì đến đây học tôi vẫn dạy trang phục thêu cho những người trẻ để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với bàn tay khéo léo và sự cần mẫn tỉ mỉ, những người phụ nữ ở Phiêng Pèn như những con ong chăm chỉ thổi hồn vào bộ trang phục dân tộc rực rỡ với nhiều họa tiết, màu sắc lộng lẫy và độc đáo. Nét đẹp của bộ trang phục dân tộc Dao đỏ luôn được gìn giữ, bảo tồn như báu vật, là biểu tượng đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc miền non nước Cao Bằng. Theo chương trình, mời quý khán giả cùng đến mục điểm báo, điểm qua một số thông tin và bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các báo sáng nay. Theo VTV.vn, nguồn cung giảm và việc Philippines tiếp tục thu mua đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua lên mức cao nhất của 9 năm. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500 đến 505 đô la Mỹ một tấn trong phiên giao dịch ngày 31 tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Nguyên nhân giá gạo xuất khẩu tăng được nhận định là do nguồn cung không nhiều, trong khi Philippines tiếp tục thu mua, đẩy mạnh việc nhập khẩu gạo. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, được coi là tác nhân khiến giá lúa gạo tăng cao do nhu cầu dự trữ của nhiều nước tăng. Theo số liệu của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào năm 2020 được dự báo sẽ giảm 3,5% xuống còn 6,15 triệu tấn, nhưng doanh thu xuất khẩu gạo tăng 9,3% lên 3,07 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan 5% tấm giảm nhẹ, được bán ở mức 510 đến 516 đô la Mỹ một tấn. Các thương nhân cho biết nhu cầu gạo Thái tạm chững lại do giá cao. Tại nước xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ, giá gạo tấm 5% giao dịch ở mức 381 đến 387 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước, không đổi so với tuần trước đó do nhu cầu ổn định từ các nước châu Á và châu Phi. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam trong quý 1 năm 2021 vẫn tốt khi các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam như Philippines, Châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của nước ta. Sau khi nghiên cứu thành công trên động vật, thì IVAC đề nghị Bộ Y tế cho thử nghiệm vaccine Covivac trên người tình nguyện vào tháng 1, sớm hơn 2 tháng với kế hoạch ban đầu. Theo đó, vaccine Covivac phòng COVID-19 do IVAC sản xuất sẽ được tiêm thử nghiệm trên người vào tháng 1 năm 2021. Đây là vaccine thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Theo kế hoạch, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm sàng vaccine. Vaccine sẽ được chia ra nhiều hàm lượng liều khác nhau, tương ứng với liều tiêm khác nhau và được thử nghiệm với nhiều nhóm đối tượng qua 3 giai đoạn. Quá trình đó, IVAC cùng các đơn vị của Bộ Y tế sẽ theo dõi tình hình của tình nguyện viên diễn ra thuận lợi, sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, tuổi từ 18 đến 59, khỏe mạnh, không mắc bệnh nền và được sàng lọc kỹ, cùng những tiêu chí đặc thù khác. Giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2020. Nếu kết quả của 3 giai đoạn đều tốt, vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm 2021. Theo Tuổi Trẻ Online, khi đang đi bộ qua đường thì một bà cụ đã bị chiếc xe buýt tông tử vong tại ngã tư Đào Tấn, Văn Cao, Hà Nội. Khoảng 20h40 tối mùng 3 tháng 1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một người đi bộ và xe buýt mang biển kiểm soát 29B047XX tại ngã tư Đào Tấn, Văn Cao, phường Cống Vị, khiến một bà cụ tử vong. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Chị HTT, 24 tuổi, hàng xóm của nạn nhân cho biết, nạn nhân là bà TPH, khoảng 80 tuổi, trú tại Thường Tín, thành phố Hà Nội, đang thuê trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Cũng theo chị T, nạn nhân là người bán hàng rong. Thời điểm xảy ra sự việc, bà H đang đi bộ qua đường để đến điểm hẹn chờ chị T đến đón về.
Trước khi xảy ra sự việc thì bà Hát có gọi tôi đến đón bà ấy về khu trọ. Thế nhưng khi tôi vừa đến nơi thì xảy ra vụ việc đau lòng, chị Tê kể lại. Theo công an phường Cống Vị, hiện lái xe buýt trong vụ việc đã được đưa lên đội điều tra tổng hợp công an quận Ba Đình để tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 2 năm nay thì các gia đình thuê người giúp việc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người được thuê. Đây là quy định cần thiết để hai bên có bằng chứng thỏa thuận về việc phải làm và quyền lợi được hưởng khi xảy ra tranh chấp. Mặt khác, thường các gia đình sẽ sử dụng người giúp việc dài hạn trên 3 tháng, nên việc ký hợp đồng sẽ còn tăng thêm quyền lợi về mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo và Thông tin Thị trường Lao động Quốc gia, thì cả nước có khoảng 300.000 người giúp việc gia đình, chủ yếu là nữ. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có khoảng từ 3 đến 4 đợt rét đậm, rét hại. Đây là thông tin do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 này, không khí lạnh hoạt động mạnh nên sẽ xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khoảng 3 đến 4 đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ trung bình tháng này tại Bắc Bộ, Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so với giá trị trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa cũng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhiệt độ giảm thấp sẽ gây hại cho vật nuôi và cây trồng, nên bà con vùng cao cần đề phòng sớm. Còn khu vực Trung Bộ, không khí lạnh tiếp tục với nhiễu động gió đông có thể gây mưa, mưa vừa đến mưa to, mưa dông trái mùa tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang một con số hôm nay. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch thì 67 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 40 người, bị thương 37 người, giảm 9 vụ, 16 người chết, 6 người bị thương so với năm 2020. Ngày 3 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ 1 tháng 1 đến 3 tháng 1, toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 37 người. So với 3 ngày đầu năm 2020, giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương. Riêng ngày 3 tháng 1, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 12 người bị thương. Tuy giảm về số người bị thương, nhưng tăng 4 vụ và tăng 3 người chết so với ngày liền kế trước đó là 2 tháng 1, và cũng là ngày có số vụ, số người chết cao nhất trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay. Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu xuân, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 27.294 trường hợp vi phạm, phạt tiền 28,4 tỷ đồng. So với 3 ngày đầu năm 2020, cơ quan chức năng đã xử lý tăng 15.822 trường hợp, phạt tiền tăng hơn 17 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe tăng 324 trường hợp, tạm giữ phương tiện tăng 24 xe ô tô, 2.038 xe mô tô. Cụ thể, trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 26.682 trường hợp, phạt tiền 27,85 tỷ đồng, tạm giữ 123 ô tô, 3.547 xe máy, tước 1.655 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, đã có 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện xử phạt, 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện. Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 280 trường hợp vi phạm, phạt tiền 755 triệu đồng, tước 91 giấy phép lái xe, tạm giữ 16 phương tiện. Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 612 trường hợp vi phạm, phạt tiền 496 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục triển khai những kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tự kỷ là một nhóm những rối loạn phức tạp của phát triển não bộ. Những người bị chứng tự kỷ có thể gặp khó khăn trong học tập, giao tiếp và làm ảnh hưởng đến người khác. Để nhận biết dấu hiệu tự kỷ và khi nào cần đưa trẻ đến bác sĩ, thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã có một số chia sẻ.
Theo nghiên cứu của NIH Sức khỏe tâm thần Mỹ, phổ tự kỷ là một rối loạn tâm thần thuộc loại phát triển thần kinh, biểu hiện từ rất sớm, 75% xuất hiện từ trước 3 tuổi. Nó được gọi là phổ vì có sự khác biệt rõ ràng giữa các triệu chứng và mức độ ở mỗi người. Rối loạn phổ tự kỷ gồm nhiều chẩn đoán đơn lẻ, tự kỷ thông thường, rối loạn phát triển lan tỏa không được chỉ định khác và hội chứng Asperger. Với các biểu hiện rất sớm như vậy thì các bà mẹ cần theo dõi các biến đổi của trẻ để có hướng xử lý sớm. Về cảm xúc, trẻ không giao tiếp bằng mắt với mẹ ngay từ khi còn nhỏ, không nhìn thẳng người đối diện hoặc nhìn như không có ai ở đó, lờ đễnh, không phân biệt được người lạ, người quen, không bày tỏ yêu thương, quyến luyến với mẹ, không theo mẹ, không biết vui mừng khi bố mẹ đi đâu về. Lúc đi học, trẻ không thích chơi với bạn, không nhận thức được cô giáo la mắng hay khen, dẫn đến làm những điều không thích hợp. Về ngôn ngữ, trẻ nói những âm điệu đơn, thiếu ngữ điệu, nhại lời người khác, nói lẩm bẩm một mình, có khi phát âm những âm vô nghĩa, lặp đi lặp lại, không biết bắt chước người lớn để làm theo, nói theo. Khi có nhu cầu, bé không biết làm cho người lớn hiểu mình cần gì, phải gợi ý, hướng dẫn nhiều lần, bé mới có thể làm theo. Về hành vi, trẻ chỉ thích chơi với một thứ, quan tâm đến chi tiết hơn là cách sử dụng đồ chơi thế nào. Ví dụ trẻ chỉ xoay tròn chiếc bánh xe chứ không để xe chạy dưới sàn. Trẻ rất ghét sự thay đổi, giận dữ hay rất hoảng sợ khi đồ đạc trong nhà thay đổi, mẹ thay đổi kiểu tóc, v.v. Đối với những kích thích từ bên ngoài thì trẻ có khi trẻ đáp ứng quá mức hoặc kém đáp ứng. Trẻ có thể lờ đi những lời của cha mẹ nhưng lại cảm thấy thú vị với âm thanh nhỏ mà trẻ tự tạo ra như gãi, gõ và đổ vật bên tai. Trẻ có thể không ngủ vào ban đêm nhưng ngày vẫn dồi dào sinh lực. Trẻ không biết sợ hãi khi gặp nguy hiểm, tự gây thương tích cho mình, đánh vào đầu, cào cấu, nhổ tóc. Những trẻ bị tự kỷ có thể có những vận động bất thường như chậm đi do giảm trương cơ lực, cử động bất thường như là nhăn nhó mặt, xua tay, lắc lư, đập đầu. Các nhà khoa học trên thế giới và trong nước đã có nhiều nghiên cứu về nguyên nhân phát hiện bệnh lý tự kỷ, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa biết xác định nguyên nhân gây ra nó. Có thể rất nhiều giả thuyết cho rằng bệnh có thể liên quan đến gen truyền từ bố mẹ và những thứ khác như nhiễm trùng hoặc độc tố làm thay đổi cách não phát triển. Các vấn đề trong thời gian mang thai và khoảng thời gian sinh đẻ cũng làm tăng nguy cơ chứng tự kỷ. Khi thấy trẻ gặp khó khăn về lời nói và ngôn ngữ, dẫn đến nhiều hạn chế trong giao tiếp, giảm tương tác xã hội, bất thường về hành vi, các dấu hiệu này sẽ rõ ràng và lại lặp lại một cách thường xuyên thì nên đưa cháu đến bác sĩ để được tư vấn và cho hướng điều trị. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần sẽ là người trực tiếp thăm khám và chẩn đoán cho trẻ. Bên cạnh đó là những nhà tâm lý học, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ đánh giá trẻ. Cho đến nay thì vẫn chưa có cách nào để chữa khỏi hoàn toàn chứng phổ tự kỷ. Tuy nhiên trên thực tế thì việc chẩn đoán và điều trị can thiệp sớm trẻ tự kỷ có thể giúp cải thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn nếu được chăm sóc, quan tâm đúng mực. Những người bị chứng tự kỷ có nhiều rối loạn hành vi như là kích động, gây rối, giải tỏa bản năng sẽ được bác sĩ kê toa để giảm sự hiếu động thái quá, giúp bệnh nhân ngủ ngon hơn. Ngoài ra những trẻ này cần được học ngôn ngữ và xây dựng các kỹ năng xã hội. Tùy vào mức độ của từng bệnh, bác sĩ sẽ thăm khám và có những điều trị phù hợp. Đến đây chương trình Cao bằng ngày mới của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Hãy mở TV vào mỗi buổi sáng để cùng đồng hành với chúng tôi.